Hello mọi người đến kênh Kiệt Bắc nha. Tụi lưng nè. Quay nữa. Vậy em quay vậy? Thôi, đổi một bữa đi. Thôi, mày camera man không được. Sao biết không được? Không được. Mày cầm máy vô mày đem dục máy luôn à. Trời ơi. Ngồi nó ăn chăm từ nãy giờ nè. 3 năm nổi. Ăn nãy giờ mấy trái rồi mát. Ăn con miếng nãy giờ mất chết rồi mấy trái. Ê, trưa nắng này có cái này chơi ngon hơn chanh nữa nè. Cái gì? Chặt dừa uống, thử thách. Thách đố mẹ không, tao thua mía mày nè. Mày không dựa tao. Vừa làm như cu nội để lại, muốn chặt, chặt uống uống. Mắc không? Đại đấy, sợ gì? Thôi, hồi chú Kiệt xuống chửi nát mẹ nội. Chạy đến đó có đây rồi mày sợ bị ơi, mày mà sợ nó hay gì? Gì? Mày mà sợ nó. Sao không sợ trời? Tao nghe mày chửi nó như con đẻ, mày chửi chó này kia. Nó mày điên lên là có mèo rồi nó giật đầu hết luôn á. Mày người mà sợ gì mày hơn nó vậy? Con. Ủa mà mày thua nó vậy? Mày phải hơn nó. Tôi thuộc dạng như heo mà ăn thịt mấy hồi rồi. Nó chứ chặt vũ nực đang nực này đang nóng nè. Thôi nó chứ thôi đừng có phá. Đi mày ơi. Nè giờ anh có này nè nhé. Giờ thằng chặt hoài uống thử thách. Thằng nào uống hết trước. Uống vậy lại được gì không? Được uống dừa, tự nhiên khơi dừa nhà, thí dụ như dừa nhà mày uống. Ôi, mà nó ơi, dừa tóc tôi nó mới mọc được có mấy cọng á, là nó cạo cái nữa đi sửa nó cực lắm á. Cạo đâu mà cạo, không lẽ mấy cái dừa cạo có gì tao kêu nó trừ lương. Ê, mày tính về bớm đi nhuộm nè. Nhuộm gì? Nhuộm nửa bên đây màu vàng, bên đây màu đen. Trời đất ơi, làm giống rapper gì của anh nè. Mặt mày có nước khi anh bóp con bạch tuộc kêu biết biết đẳng cao á cao đó chứ. Dạ đi chặt dừa này mày ơi. Vậy đi chặt dừa anh uống gì lại em cũng thua nữa gì đó mà chưa chắc đâu nha. Nước mía tao thua chứ dừa rau thôi chứ ghê vậy. Cái bụng nó gầm nội trai bụng như trống chầu á nè. Chơi không vậy? Chơi không? Thôi mà hồi nó xuống đây chửi nát luôn á. Tao lo thiệt không? Học máu đi. Học máu á. Phun thuốc đi. Ừ. Yếu quá. 731 quá. Trời. Ngon. Mày giờ mình đừng có chặt dừa. Chứ chặt gì? Chặt cây luôn hả? Mình chơi nguyên cây dừa vậy đó. Vậy mày chặt đi. Vậy? Mình chặt đi. Anh... Tao lấy dừa rồi, tao lấy trái rồi. Hả? Tao lấy trái rồi. Trái không hả? Thôi, mệt quá. Giờ mình chơi thử thách vậy phải không? Ừ. Vậy đi chặt đi. Đi, giờ thì anh em đi kiếm dừa rồi mình chạy quay tiếp mọi người coi nha. Ok. Gì không cô? Ngày nắng đêm hạn coi chừng trái nổ. Mày đi kiếm dừa mà nhìn dưới đất không mày? À, dừa kẹt mới chặt hay gì thế? Ê. Đồ ăn hết cái dừa nào bán đâu rồi, dừa này bán luôn gì nè. Tục lao không? Đây nghe nghe. Nè. Còn đi được nè. Chừng nó non lắm rồi ơi. Non rồi non. Ơi, chặt hồi ra nó chỉ nát luôn nè. Trời ơi chặt đại đi, buồn hay buồn có gì đâu, sẵn tròn nó luôn. Tròn luôn hả? Thử. Kiếm được buồn gì xanh nè mọi người. Tại dừa kiệt nó mới bán nay mấy bữa. Trời ơi, đuôn ăn với dừa nào bán. Không có dừa nhiều. Cùng mua ăn không lẽ hết dừa dưới mày. Ừ. Chặt chặt luôn buồn nha. Đúng rồi. Nhìn cái đầu mày giống như trái dừa, giống như chang luôn nha. Bóng lưỡng à. Bỏ em đi. Bóng lưỡng á. Nó bự nữa. Kéo cái buồn xuống. Trời ơi cũng mát mà còn ngu nữa. Cái cha người ta không liên quan tới ông nội anh nè. Chửi anh hoài luôn á. Chú bao bi mi nhanh nhớ. Có giỡn nghe. Nâng bảo bà. Để anh nâng mặt tuột á. Để chặt dưa nè. Rồi chặt dưa đi rồi. Nó nhỏ. Kể nó gì không? Bobby mình nhanh nhớ. Rồi nghĩa nó chặt buồn này xuống rồi mình đi kiếm buồn khác cái mình quay tiếp mọi người coi nha. Ok. Rồi đây mình kiếm được buồn nha mọi người. Nghĩa ơi. Nghĩa. Xong chưa? Đằng đây có muỗng nè. Gì đái nữa mày? Chưa uống mà đái rồi. Đó, đây có. Gì? Để nó đi, hồi dính vô trời. Buồn này có mấy trái nè. Nghe thằng Kiệt nó mới bán còn có mấy trái mọi người. Thằng đây em lúc nãy nè mày ơi. Mát rồi. Thằng đây nè mày ơi, trời ơi. Mày thấy à. Đâu? Đây nè, trời ơi đã hoài. Làm gì nhăn khỉ ngớ kìa. Tớ đã nói cậu rồi mà cậu có tin đâu. Sao? Được buồn rồi nè, đây con buồn nè. Hóa.
Giờ thôi anh uống bùn này nha. Nào. Này nha. Nắng những khôn quá vậy. Khôn như mày quê tao đầy. Mày quê tao đầy hả? Trời ơi. Đó. Rồi đi đứng ngoài trái rồi, đi đứng ngoài trái rồi. Đứng ngoài hết luôn mấy trái. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Ờ vậy anh uống quà này đưa rồi. Ừ anh uống quà sao trái phải không? Ừ. Rồi ok nha. Rồi quay lại nói ê, ê, ê. Thôi kiệt ra nhớ không sử dụng nha. Nó hoài mới sơ, ở vừa mới sinh ngoài lậu nha. Ừ. Ừ nhớ nha. Ok. Ok ok. Em tập em dễ chịu lắm. Dạ. Em muốn nói đâu. Dao mày cầm ghế mày ấy. Ừ. Em không khai đâu. Nãy giờ có quay clip khỏi lâu. Ừ, ừ mà okay. Ai hỏi em nói. Ok. Rồi giờ anh em vô cho anh quay thử thách cho mọi người. Ừ chắc có mấy trái dừa nó thở rồi. Mệt nè. Mấy mập ăn hay làm được gì đâu. Sáng nói bậy bạ mà. Clip của nó bậy bạ mà. Có anh cổng luôn. Giờ anh em mình ngồi qua đây cho mát nha mọi người, vô trời hầm lắm. Đây nó thoáng nè, mới phá lắm anh lòng ra thoáng. Bây giờ nè, anh Thách, anh Thách đó em nè. Trời cái nhà thù luôn mà vô cổng ngồi làm gì cổng hoài. Nhưng mắt không? Nè, giờ Thách đó em nè. Bây giờ muốn mùa nào trước? Trời ơi, nó phải nói giỡn chứ mà mọi người mà bình luận đốt cái tội luôn. Trời ơi, nó mắt này. Nó nè vô chủ đề nha. À, nhanh đi. Cái gì? Uống cái nào trước? Uống cái đó đúng không? Uống màu đỏ hay màu vàng? Uống màu xanh? Uống nào? Uống này nè. Uống đỏ không? Thôi nãy này của anh mà. Ừ rồi, để màu đỏ anh rồi chặt màu xanh uống đi. Rồi, giờ chặt màu xanh uống đi, anh Thách em á. Uống hết màu đỏ. Thôi anh Thách uống. Ê. Uống. Hồi bây giờ anh quay cho em uống. Ừ. Rồi hồi tới em quay cho anh uống, ok? Ừ. Ok. Một trâu okay, phá bò nha. Ok. Nào. Uống hơn nào nha. Ừ, nào uống không hết mình đỡ thua nha. Ừ. Lớn rồi nha. Ok. Có lông hết rồi nha. Ta chưa mày ơi. Cái này gì vậy? Rau hả? Rau. Rau mọc vậy không á. À. Cô mới xuống đó. Xuống mày xuống nè, làm clip phòng á mày ơi. Làm clip vậy? Làm tiếng què gì biết đâu đó. Trời ơi, sao trái dừa nó bự mà sao mỏng dánh vậy trời? Trời ơi, khôn mà. Khôn không mày? Rồi. Ủa, tưởng xịt nước lên mình chứ. Trời ơi, chưa tới cái luôn hả chưa? Trời ơi. Đó. Dừa, dừa non hay vậy? Trời dừa này uống mát dữ lắm á. Vừa nhà chậm đi các bạn. Sao? Ăn được một trái dừa. Sao? Rồi vô ai? Vô. Vô. Nguyên trái nha. Uống dừa như uống bia vậy đó. Ngồi như sao uống nổi, đứng vậy. Ôi. Thấy ghê vậy. Ối hen, ối hen. Mày đặt tạo không? Mày đặt tạo hen. Tạo. Hết chưa, hết chưa? Một em. Trời ơi. Giữ mày. Giữ mày. Em nữa nè. Trời ơi. Rình gì sợ đó mình rình mày ơi. Đang làm clip mà. Lần. Gì? Nè. Gì nè? Làm gì vậy? Khó khó chết mẹ mày rồi con. Mày làm gì vậy? Làm gì? Mày lái xe vừa làm gì thấy vừa tỉ vậy? Nãy mày đi xuống mày thấy nó đang chặt rõ ràng nha, tự nhiên nó kêu tao đưa tao lên lưng á. Mày làm vậy? Biết rồi nó tự nhiên. Kêu nó không vậy? Nó kêu tao chặt vừa uống vậy á. Nó thử thách tao. Nó thử thách tao á, nó kêu tao quay là thử thách. Đang TikTok. Kêu em chắc đi mà. Tao có clip TikTok ở đâu qua tao có quay clip rõ ràng nha. Tao gì hay vừa non tỷ vậy? Thằng Nghĩa kìa, tao biết đâu. Trời ơi, sao tàn vừa non không vậy? Mày hỏi nó á. Mày sao bị khóa vậy? Nó kêu tao quay clip thử hết á. Đó đó. Ôi mày, mày như mắt con mày đáng mấy vậy mày. Ê, nay xị chục nha. Anh Lưng hồi nãy anh Lưng kêu con 65 ngàn chục á. Để anh nói không? Nói gì? Nãy anh Lưng kêu con á. Chặt vừa, làm thử thách. Còn mấy vừa coi cũng nội mày để lại hay gì vừa mới thách nãy còn nói chàng vừa ngồi lưng đấy là anh lưng đó anh lưng lo tao lại luôn lo gì mày tao không có quay khúc đó tao quay cái khúc mày đi chặt cầm dao tự nhiên mày đi chặt không à nha tao không biết gì hết à đừng có hừa tao mày phá gì con mày biết nó nói gì không giọng mày giọng mày biết nó nói gì không ấy con mà ấy gì nó hù con mát con chặt nó dám nói gì con không đâu có đâu không có đại ca đâu mày giọng như mặt bây giờ uống hết ba vừa nghe uống hết luôn đi lưng kêu kìa vụ chửi ba chửi bây giờ nè. Ê, giờ lỡ chặt rồi tao hách mày luôn á mày uống nổi không què vừa vậy em chặt nha uống mát khủng quá vậy làm gì đâu tao mát ổng ôi ô đừng đi làm gì tao mát luôn á anh tao mát ổng cho mày chặt chi mày quá ôi mày mát mày thôi mày mát đâu vậy lưng kêu kìa đó hựa con tao có kêu gì đâu không
sao mày cái dừa mày cũng làm vậy? Không biết đâu nãy ba cái dừa non mà đi chặt. Đó. Mày làm thằng này đâu nha. Em dàn giả ký đâu quá. Em mát mà làm gì nó dám làm gì cái em. Nếu mày thì mày tao vô tao mét bả. Có cái quần thằng con. Chặt cái quần luôn mày. Chặt cho chú kiện cái dừa nhé. Ừ. Mày ngồi đến vừa ai uống nữa. Rồi, 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 rồi. Nó kẹp về hai trái giống trứng vậy. Ai uống chặt chị. Ôi vậy con chặt cho chú một trái. Mày đem mày phi tan hết bà này, bà thấy cái tới số còn. Vậy cho nó uống hết đi. Uống hết luôn đi. Mày uống hết đi, cho nó uống hết tao. Uống hết luôn hả? Ừ. Cho nó uống hết tao. Uống gì nổi. Tại mày. Mày buông giò tao ra coi. Nó ngồi để cho nó ngồi đi, mày chặt cho nó vừa ngu quá. Bây giờ chú đừng có đi ra trống nha. Không có anh ngồi đây nó qua không được đâu. Nó lén chặt vừa trời, chặt vừa non không có chịu quá à. Đừng kêu chặt con. Ai bay bài cái gì? Ai bay bài gì? Nó chịu người đi chặt. Bảo tôi bút mày giờ. Rồi sao phi tan bớt đi, đem út ra bút. Mày uống hết đi mấy phi tan được chứ mày bỏ uống mày. Còn nè. Uống gì nổi. Nè. Ủa đó, ú, để ngồi uống mày. Uống. Uống đi. Uống không? Chặt nhiều vậy? Tự lưng buồn. Buồn gì? Anh lưng buồn gì? Tao có buồn gì đâu mày? Buồn. Buồn là sao? Anh buồn màu đỏ, con buồn màu gì màu xanh. Nói mày đi lại, Dũng nặng buồn. Bài nó, mày Dũng nó bài nó. Mày kêu mày. Tự nhiên nó cầm dao nó đi, ai biết nó kêu quay thử hết. Uống hết luôn đi. Hỏi mày ngọt lắm mày chặt mấy dừa non không à vừa vừa mới hái bán người ta mày chặt dừa non uống cái này vừa già nè thôi lỡ rồi chặt ra không già tao đập đầu vậy á lỡ rồi chặt ra trái luôn rồi kháng nước quá có gì nó phá thì chứ phá mày ơi đúng rồi đang thử thách mà phá rồi tao uống nhà tao uống được rồi phải nhờ mày là gì thì vừa nhà chú con mới thích uống nhà nào cũng uống đó lại đi chứ dừa non chịu quá à. Mày chặt ra đi thì chú lại đi mày chặt đi mày ngon khỏe cô con không cái non cái nó bị trong giọng cái đầu chết cha chú không lại con đi xì nước cha rồi cái này cái gì dừa non không não què não nghe mà não gì dừa có cái đó đổ nước nữa tao chơi ngu quá chú Kiệt ơi mày mới ngu quá làm như con rồi mày khỏi lo nó uống rồi dướng học rồi nó uống rồi bà út ơi kia nó chặt dừa non nó bà uống à út chịu à chú lè chú lét luôn hái dừa chú không bỏng cái đầu dừa đầu bây giờ uống hả đầu lỏ đầu bùi nè lại uống đi cầm chửi vậy đó vậy nãy anh lo đi thôi rảnh thiệt chứ chưa khóa không à thiệt. Khóa là hay à giờ sẵn lỡ đây mày cầm máy quay mày tao nó thử rồi nào uống hết trái dừa trước nè rồi chơi nè nó mày uống đi chứ giờ tụi bay chặt tao làm gì giờ rồi, ok quá không à chạy đi tao lên lưng mày cây dừa nào mày uống dừa nào vậy mốt mà đừng có đi nhậu nữa luôn làm gì uống dừa hả đi nhậu phạt 2 triệu mình chơi xì ke lưng phạt có 750.000 giờ mày uống dừa nào uống vừa xanh rồi. Ôi mày phải phi tan giùm tao cái thì tao bị chặt thẳng trái thôi tao bị chặt nhiều quá phải giục quả chuỗi tao nữa tao lại luôn á rồi hai bay nóc coi thằng nào rồi gì vậy trời ơi vừa không có uống đổ luôn gian mày gian đâu anh đổ luôn ôi chơi gian mày tao điếm 1, 2, 3 thằng nào uống trước rồi nha mày khui trái mới cho nó đi này ê tao làm vậy từ từ chị Giang mày quay chị Giang rồi chủ ngay giờ 3 cái anh chưa được cái ngạo mà từ từ chứ chặt trái đi con nào uống hết thằng nào uống sao là trả quần tiền buồn dừa này á nó chơi không chơi áp lực quá vậy trái này cũng nhỏ vậy nó uống hết hết rồi mấy ạ đúng rồi chứ uống hết cũng uống bụng tôi bụng lỗ ngoài hết trời nhưng bằng nào uống hết trước hiểu không chưa đi mòn cái ban nó cái miệng nó bự hơn nó làm mày ngon hơn kìa mày lấy cái miệng nhỏ quá rồi 1, 2, 3 sao mày không uống rồi mày trả tiền đi con buồn dừa của nó lãnh nha tao biết ôi nó chân gian quá nghe cái gì mày uống trước mày tao nữa rồi. Mày không uống thôi mày uống thì mày đền uống lại cái khác đi thôi dùng nông rồi đây trả tiền đây thôi mày không khôn bằng tao đâu nó khóa chưa khóa nắng rồi hay khóa thôi đi giờ uống nè uống gì uống buồn dừa mày chịu rồi uống gì nữa mày uống hết ráo rồi máu không à cho nó ăn luôn cái dừa luôn đi cái gì kỳ vậy trời
Uống phá. Trời ơi. Cho thấy vừa lần mày tỏn luôn. Uống nữa không? Nữa không? Trà chặt cho nó nữa. Nữa ai? Mẹ luôn. Mẹ mẹ đó. Dạ. Mày chưa mày khóa. Ê, kêu nó lại đụng mẹ cái vừa đi sao? Mày báo tao biết tao tổng con mét bả. Cùng nó rồi. Mày tự giải quyết đi con. Nó thua đâu phải tao. Mày bài nó chặt chứ ai? Tao bài đâu bài, có liếc kìa. Đâu tao mét bả hàng bay nè.